máu đỏ da vàng, hãy chiến đấu dưới cờ thiêng Tổ quốc, nền cờ thắng, máu đào vì nước, sao vàng tươi da của giống nòi. Đứng lên mau hồn nước gọi ta rồi, hỡi sĩ nông công thương binh, đoàn kết lại như sao vàng năm cánh. Lá cờ đỏ sao vàng trong nhiều thập kỷ qua luôn gắn liền với những sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước. Ra đời từ cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ vào năm 1940, đến ngày 16 tháng 8 năm 1945 tại Tân Trào, Tuyên Quang, Đại hội Quốc dân đã tán thành quyết định tổng khởi nghĩa của Đảng, lập ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, quy định quốc ca là bài Tiến quân ca và quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên những đất nền xa. Cởi mau chiến thắng mang hồn nước, sông ngoài xa trên vương quân thành ca. Đường vinh quang xây xa quân phù, tham gia nào cùng nhau lập chiến vụ. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường, tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Đoàn quân Việt Nam đi sao bằng phong nói quê hương qua nơi lầm than, cùng chung sức phấn đấu xây đời mới, đứng đều lên công sinh ta đất ta. Từ bao lâu ta mới cảm hơn việc hy sinh đời ta tươi thắm hơn. Vừa mới ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên cao trào cách mạng 1930-1931, tiêu biểu là Xô Viết Nghệ Tĩnh, làm rung chuyển chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai. Kìa bến thủy đứng đầu dậy trước, nọ thanh chương tiếp bước đứng lên, Nam Đàn Nghi Lộc Hưng Nguyên, Anh Sơn Hà Tĩnh một phen dậy rồi. Tuy hoạt động ở nước ngoài, đồng chí Nguyễn Ái Quốc luôn luôn theo sát tình hình phong trào cách mạng trong nước. Quê hương Nghệ Tĩnh, nơi chôn nhau cắt rốn của người, nơi có phong trào cách mạng mạnh mẽ, quyết liệt nhất, luôn được người dành cho những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh là một sự kiện lịch sử trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhiều nơi, nhân dân đã làm chủ được chính quyền cách mạng. Từ phong trào này, lần đầu tiên công nhân và nông dân liên minh với nhau, để lại bài học lớn về sức lôi cuốn tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân của Đảng ta thông qua đường lối, chủ trương, khẩu hiệu đấu tranh đúng đắn, đáp ứng được khát vọng cháy bỏng của nhân dân. Dòng Lam Giang ngàn đời vẫn chảy, bên lở bên bồi đưa tiếng hát đò đưa, mặt sông vang tiếng trống năm xưa, Xô Viết quê mình kết đoàn liền một khối.
rắn là trong, rắn là đục, thì biết sống cuộc đời. Rắn là nhục, thì là chiến sĩ dân quân tay súng trường đã chiến thắng, bọn cướp Mỹ sông lăng chôn vùi ở đất này. Dòng ở sông Lam vang tiếng đò đưa, nhịp vui mãi treo anh công nhân bên thủy, chăm cánh tay đưa những chuyến phà sang giao ra đêm nay. Ôi gió em chẳng về trên đất phù sa, đã mây mùa tay cây tay súng, hỏi rằng o gái làng Đông đi mà hợp ta cũng ba từ nay mùa về lúa tốt. Lại tay xuống sân quân em nập nhiều chiến công, rằng có ai hay gió con buồn thắm hòn ngư cá nhảy, anh thanh niên nghĩ hài tung lưới quăng trái bắp biển chiều nay cá về đây khoang. Ôi núi sông ruộng đồng sâu biển Nghệ An, mỗi tay cày là một chiến sĩ đào sông khai phá rừng hoang, trồng thêm nhánh khoai xanh, gieo thêm hạt nay lúa sông, để chúng mê ai ơi giữ lời thề sắt son. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đường dài qua năm châu bốn biển, Bác đã tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc. Đó là con đường độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Con đường ấy đã tạo ra sự thống nhất tư tưởng, chính trị, hành động của phong trào cách mạng cả nước. Lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Ôi sáng xuân nay xuân 41, trắng rừng biên giới nở hoa mơ. Bác về im lặng, con chim hót, thánh thót bờ lau vui ngẩn ngơ. Bác đã về đây Tổ quốc ơi, nhớ thương hòn đất ấm hơi người. 30 năm ấy chân không nghỉ, mà đến bây giờ mới tới nơi. Rừng núi quê ta đẹp mùa xuân nắng tràn hòa. Thằng đường xe bon qua bản mới, nghe suối hát ngàn năm khúc nhạc yêu thương. Rừng xanh ngô lúa vơi vàng đôi nương. Quên sao được ngày tháng tối tăm năm xưa, đói rét lầm than đêm đông dài bạt mèo tan hoang. Bên ngày nào xuân sang hạnh phúc hôm nay bạn lang ân nhớ bạn hồ, cả rừng núi cũng hát lên muốn ngàn lời ngợi ca. Việt Bắc quê ta hào theo bước Bác Hồ, người truyền cho ta môi tình lớn. Khi một sớm mùa thu tiếng người ấm núi rừng, trẻ ra trong bóng ao tràm người đi. Nơi đau khổ cực áp bức đau thương, theo về Việt Bắc chiến khu sáng lửa hồng đấu tranh. Đời mới xây nên từ ngày nương núi sâu rừng, bản làng mặn nồng sắc son hơi người ngàn năm. Ngàn năm.
Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, cách mạng Việt Nam bắt đầu sang trang mới. Chớp thời cơ, phe phát xít Nhật thua liên tiếp trên chiến trường châu Á-Thái Bình Dương, trong lúc quân đồng minh chưa vào đất nước. Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 8 năm 1945, Hồ Chí Minh cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định tổng khởi nghĩa vũ trang trong cả nước. Theo đề nghị của Người, Hội nghị Toàn quốc của Đảng đã họp tại Tân Trào. Hội nghị thông qua quyết định tổng khởi nghĩa, thành lập Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc. Quốc dân Đại hội Tân Trào đã hoàn toàn nhất trí với chủ trương phát động khởi nghĩa của Đảng. Đại hội đã bầu ra Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ Lâm thời, do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Trong bức thư kêu gọi tổng khởi nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Hỡi đồng bào yêu quý, giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta." Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đang ganh nhau tiến bước giành độc lập. Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên, dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên. Dân Việt Nam đừng để đến có sưng một ngày, để đem sự máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai. 19 tháng 8 khi quốc dân cầm hờn kêu thế, tiến lên cùng bộ máu sâu bao thế quân thủ chung. 19 tháng 8 hãy sao tự do đưa tới, tự bay nơi nơi qua đánh sao vàng. Bó hoa cười hồng trên lá cờ bay khắp chốn xa xưa. Của cách mạng tháng 8 là thắng lợi của ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự cường của dân tộc Việt Nam và là thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ thắng lợi to lớn đó đã cổ vũ nhân dân ta kiên cường đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước bằng chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 lịch sử. Đất nước hoàn toàn độc lập, người dân được hoàn toàn tự do hạnh phúc. Biển trời bao la, đẹp như gấm hoa. Nước mây muôn màu, những con tàu ra bắc vào nam. Biển trời quê ta, rộn vang tiếng ca. Bắc Nam một nhà, vui một nhà, vang tiếng hò hoa. Người Việt Nam đón xuân xây đời tương lai. Biển trời quê ta bao năm chia rời, cuộc đời chia đôi đôi phương trời. Biển trời quê ta nay chung một nhà, thỏa lòng bao năm bừng. Người Việt Nam đón xuân về, người Việt Nam đón xuân về, người Việt Nam. Thời gian đã lùi xa, nhưng tầm vóc ý nghĩa thắng lợi
bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng 8 vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng. Đó là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử của dân tộc ta, một dấu mốc lớn trên con đường phát triển trong suốt chiều dài mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Để hôm nay đây, Việt Nam đang trên đà tiến vào kỷ nguyên mới, độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chung khơi tìm về.